Cuốn sách sắp ra mắt có nội dung về hậu trường K-pop và Lisa Blackpink được thực hiện bởi một nhà văn Pháp kéo dài trong suốt 3 năm. Trong suốt những năm hoạt động dưới trướng YG, Blackpink trở nên nổi tiếng và vươn lên vị thế ngôi sao toàn cầu, không chỉ tạo sức hút với người hâm mộ, các thành viên Blackpink còn có tác động nhất định đến nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp trên thế giới thông qua âm nhạc, phong cách, tính cách và hình tượng. Trong số đó không thể không nhắc đến Lisa, nữ thần tượng người Thái Lan đã vượt qua nhiều khó khăn, phá bỏ những rào cản giới hạn để trở thành một trong những biểu tượng của giới giải trí. Bên cạnh âm nhạc và thời trang, Lisa cũng trở thành nguồn cảm hứng của những người viết sách. Theo tờ Corriere, nhiều thông tin xác nhận một cuốn tiểu thuyết sắp ra mắt ở Pháp được viết dựa trên hình ảnh của Lisa, đồng thời kể về những câu chuyện hậu trường K-pop. Cụ thể thì nhà văn tiết lộ rằng bản thân đã thực hiện dự án trong 3 năm với nội dung về thế giới K-pop và hành trình của Lisa. Thông tin này khiến người hâm mộ của thành viên Blackpink bất ngờ và tự hào. Dù đã rời khỏi YG, song Lisa vẫn duy trì được sự nổi tiếng, mức độ ảnh hưởng toàn cầu. Dự kiến thì nhà xuất bản của Pháp sẽ phát hành cuốn sách trên. Đây là nhà xuất bản đã đưa ra thị trường sách của những tác giả nổi tiếng. Mới đây thì Lisa cũng đã xuất hiện ở Paris và gây chú ý với màn biểu diễn tại đêm từ thiện ở Pháp thông qua lời mời của đệ nhất phu nhân Pháp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những video của kênh Top Sao Hàn. Và các bạn đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách ấn like, share và subscribe kênh và bật quả chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.